Hello, Sweet Nguyễn, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Sweet Nguyễn nha. Mời các bạn hôm nay đi theo chân mình đến một nơi gọi là Mellichen. Mellichen là một địa điểm nổi tiếng của Thụy Sĩ ở khu vực bên Oberland. Như các bạn đã thấy đây, mình đang đứng ở trên cái ngọn núi Mellichen. Cả nhà thấy không, ở trên đồi này rất là nhiều hoa đẹp luôn ha, hoa vàng ươm luôn, nguyên một cái ngọn núi luôn. Nơi đây là chụp hình rất là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Nhìn phía xa thì có mây và núi nè. Nhìn trên bố đình thì mình thấy là bông hoa vàng rực rỡ ha. Còn phía dưới kia có cái hồ nhỏ nữa, rất là đẹp cả nhà ơi. Mình mê mấy cái bông này dữ lắm luôn nè. Nó đẹp gì đâu luôn, nó khắp một cái ngọn núi toàn là hoa này không luôn đó cả nhà. Mình không biết hoa tên gì nhưng mà rất rất là đẹp đối với mình. Và cũng có nhiều cái loại hoa đặc biệt là nó chỉ mọc ở trên núi thôi, ở dưới đồng bằng mình không thấy đâu. Có nhiều màu sắc rất là phong phú, rất là đẹp luôn cả nhà. Mấy cái anh này nè cả nhà, ảnh đang mới vừa đến đây, ảnh chuẩn bị để mà nhảy dù xuống đó cả nhà. Thụy Sĩ thì có cái môn thể thao nhảy dù cũng đặc trưng lắm. Thì địa hình ở đây rất là cao, trên 2.000 m đó. Họ sẽ nhảy dù, họ sẽ nhờ cái chiều cao của địa hình và cái hướng gió, họ sẽ nhảy từ ở đây xuống và họ sẽ đáp ở dưới cái khu vực đồng bằng ở dưới phía kia, dưới tuốt ở dưới thung lũng dưới đó cả nhà. Thì khi mà gió lên đó, họ sẽ bay qua cái ngọn cao hơn cái ngọn núi bên kia, trên đó luôn, màu trắng đó cả nhà. Cái màu trắng đó là tuyết đó, nó đóng băng vẫn còn, nó không tan đó cả nhà, đóng băng quanh năm luôn. Từ bên trái nhìn sang đó là đầu tiên đó là có tên gọi là Eik kìa. Chính giữa ngọn đó là Mensch và cuối cùng là Jungfrau. Jungfrau gọi là Jungfrau Joch đó cả nhà. Thì đây là một trong những top của châu Âu, nằm trên dãy Ben Oberland. Đây là cái dãy núi Ben Oberland. Gió tới để mà theo con gió mà bay xuống đó cả nhà. Thì trước khi bay họ cũng chuẩn bị cho họ rất là chỉnh chu, từ cái bộ quần áo chống gió, nón bảo hiểm, rồi dù bảo hộ nữa. Những người này thì họ chơi cái môn thể thao này là chỉ hobby thôi. Còn cái khu vực ở dưới Interlaken á, có dịp các bạn thì họ có thể sang có Thụy thể Sĩ hoặc là bỏ các số số bạn tiền ở vào trên khoảng các trên bạn 100 lên franc Thụy thì Sĩ mình có thể hoặc bay với họ đến một để vòng chơi được đó. Thì nếu mà các bạn nào có gan thì hãy trải nghiệm mà cái cảm giác mà bay lượn trên không trung một lần thử xem, nó không có mắc tiền đâu, mình đòi hỏi là bạn có gan hay không thôi ạ. Và sau đây xin mời cả nhà tiếp tục theo dõi cho hết video xem các anh này ảnh nhảy dù như thế nào nha cả nhà. Và các bạn nhớ đón theo dõi tiếp theo cái video mình sẽ chia sẻ về cái hành trình đi đến Mellichen. Và nếu các bạn thấy thích video của mình thì hãy nhớ bấm đăng ký để tiếp tục theo dõi các video kế tiếp nha cả nhà. Chúc cả nhà có buổi xem video vui vẻ.